bảy mốc thời gian quan trọng của sản phẩm trợ cấp y tế của Manulife Việt Nam. Trong video này, tôi sẽ sử dụng mô hình timeline để giúp các bạn dễ dàng hiểu về quyền lợi trợ cấp y tế mở rộng của Manulife Việt Nam. Sau đây là bảy mốc thời gian quan trọng bạn cần nhớ. Độ tuổi có thể tham gia sản phẩm này được mở rộng hơn từ 1 tháng tuổi đến hết 69 tuổi. Trước đây, tuổi tham gia là từ 1 tháng tuổi đến hết tuổi 64. Mốc thời gian quan trọng nữa là thời hạn bảo hiểm tối đa được mở rộng thêm 15 năm so với trước đây. Khách hàng được bảo vệ tối đa đến 85 tuổi. Chính vì khoảng thời gian này được mở rộng rất lớn như vậy mà cách chi trả quyền lợi bảo hiểm cũng được cập nhật tương ứng và khá là thú vị. Cụ thể là xuất hiện thêm 4 mốc thời gian mà các bạn cần lưu ý. Đó là các mốc thời gian: năm hợp đồng thứ nhất, năm hợp đồng thứ hai, năm hợp đồng thứ ba và khi khách hàng bước sang tuổi 70. Tùy vào độ tuổi của người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra mà phương thức chi trả có một chút khác biệt. Ví dụ, đối với một khách hàng dưới 70 tuổi trong năm hợp đồng đầu tiên, trường hợp khách hàng cần điều trị nội trú cho những bệnh nhẹ và trung bình thì Manulife chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện của năm ngày nằm viện đầu tiên của mỗi đợt nằm viện và 240% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện từ ngày nằm viện thứ 6 của mỗi đợt nằm viện. Nếu chẳng may khách hàng cần điều trị nội trú trong năm thứ 2 hợp đồng, Manulife chi trả 150% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện của 5 ngày nằm viện đầu tiên của mỗi đợt nằm viện và 240% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện từ ngày nằm viện thứ 6 của mỗi đợt nằm viện kể từ năm thứ 3 hợp đồng trở đi. Nếu khách hàng chẳng may cần điều trị nội trú, Manulife sẽ chi trả 200% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện của 5 ngày nằm viện đầu tiên của mỗi đợt nằm viện và 240% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện từ ngày nằm viện thứ 6 của mỗi đợt nằm viện. Tổng số ngày nằm viện tối đa kể từ khi khách hàng tham gia đến hết tuổi 69 là 1.000 ngày. Kể từ khi khách hàng đạt 70 tuổi đến trước tuổi 85, khách hàng sẽ có thêm một quỹ dự phòng điều trị nội trú tối đa là 500 lần số tiền bảo hiểm. Các bạn thấy đấy, sử dụng mô hình timeline sẽ giúp chúng ta cũng như khách hàng dễ dàng hình dung về quyền lợi rất hay của trợ cấp y tế phiên bản mới. Hy vọng đến đây các bạn đã nắm được 7 mốc thời gian quan trọng của sản phẩm trợ cấp y tế mới của Manulife. Trong video tiếp theo, tôi sẽ tổng hợp lại các con số cần nhớ khác của sản phẩm này. Nếu các bạn thấy video bổ ích thì hãy bấm like, chia sẻ để nhiều người cùng biết nha. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Luân Lương Thư Viện Bảo Hiểm nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại!